phiên tối của ngày 25 tháng 2 năm 2022. Tối nay vườn lan Cường Thúy nhà em sẽ lên một số mặt hàng thân thòng đang có hoa. Đây, mặt hoa rất là chính xác luôn. Nụ này các bác nhìn này. Và thanh lý một số mặt hàng như đai châu Thái, bóc trụ chuẩn mặt hoa, nhạn, nhạn cô ki, đai châu sơn thủy tiên, hoàng thi hạc mắt đen, vân vân. Địa chỉ vườn lan Cường Thúy nhà em là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Số điện thoại để các bác đặt hàng là số điện thoại 0981550768 và số điện thoại 0817892229. Đầu tiên em sẽ thanh lý cho các bác mặt hàng đầu tiên, đó là kiều tím nhá. Kiều tím này các bác nhìn thấy chưa? Hàng kiều vuông hoa tím lắm. Ở ngoài nó tím hơn ở trong ảnh nhiều các bác ạ. Cái hàng này trước em bán là 190.000 một chậu. Nhưng hôm nay em bán thanh lý đến cho các bác 250 hai chậu, hai cốc như thế này. Hàng đang có nụ hoặc đang sưng nụ nha các bác nhá. Đấy, 250. Em bán thanh lý nha các bác nhá. Cũng có mấy chậu thôi, không có nhiều, chuẩn mật hoa đây. Chuẩn mật hoa luôn cho các bác đây, đang nụ này, kiều vuông hoa tím nhá. Đấy. Hàng này các bác lấy về làm giống chuẩn mật hoa luôn. Cái giá nhà em đưa lên sản phẩm là tất cả một các loại giá em đưa lên sản phẩm là em sẽ trừ tri ân khách hàng, em trừ trực tiếp vào sản phẩm rồi, cho nên là em không bao ship các bác nhá. Em không bao ship. Có nghĩa là các bác mua một cây cũng 30.000 mà 10 cây cũng 30.000. Giá bên nhà em là ship đồng giá, em hỗ trợ khách hàng rồi. Sau đây em tiếp tục em lên một số mặt hàng đang có tại vườn đây. Và đây là cái lô trầm rồng đỏ nhá. Siêu mầm gốc luôn các bác nhìn này, siêu mầm gốc, siêu nụ này. Nụ bắn ra thích không? Đấy. Đẹp lắm cơ. Em cho các bác xem mặt hoa này. Trầm rồng đỏ nhá. Hoa màu đỏ phong thủy tài lộc nhá. Nói vào cái dòng trầm này thì thơm lắm cơ. Thơm ơi là thơm ý. Các bác nhìn mầm gốc có sướng không? Mầm gốc đang đi lên nhá các bác nhá. Và nụ này. Đấy. Hôm nay em sẽ tri ân sập sàn cho các bác. Trước là em bán là 150 một chậu, hai thân. Nhưng hôm nay em sẽ bán combo cho các bác 300.000 hai chậu. Hai chậu trung bình từ 6 thân trở lên nhá. Trong một chậu nó sẽ có thân dài, thân ngắn như các bác nhá. Đây, mầm gốc các bác nhìn sướng không? Đấy, 300.000 mà được 6 thân như các bác nhá. 6 thân trở lên. Còn những cái có những cái ở thân nó ngắn ngắn như này thì em cũng không tính. Đấy, em cứ tính là một chậu thân dài, thân ngắn trở lên 300.000 6 thân. Giá cũng rẻ sập sàn luôn. Em bán lỗ vốn. Đấy, các bác nhìn thấy đẹp không? Giá tất cả là em trừ vào sản phẩm rồi. Giá khuyến mại em trừ vào sản phẩm rồi, cho nên là em không bao ship nha các bác nhá. Phí ship nhà em đồng giá, em cũng hỗ trợ các bác cả về tiền ship rồi. Đẹp không các bác? Quá đẹp luôn ý. Trời ơi, yêu chưa? Đây này các bác nhìn cái nụ này nó gần nở này, các bác nhìn tím đỏ đẹp không? Quá đẹp luôn ý. Yêu lắm. Mầm gốc đang lên này. Quá rẻ luôn ý. Không có đâu rẻ bằng của nhà em nhá. Khuyến mại luôn, vỡ nợ đến nơi rồi. Em tiếp tục lên cho các bác cái lô đai châu Thái bóc trụ nhá. Hàng đai châu Thái bóc trụ, hàng này hàng em thanh lý nha các bác nhá. Này, thi thoảng nhưng có một số cây nó vẫn còn đang còn nụ hoa đây này. Hàng này hàng hơi lỗi lá một chút, ví dụ như nó lỗi đây. Hoặc nó lỗi đây, không có hàng thối nha các bác nhá. Đấy, thi thoảng nó chấm chấm một tí như thế này. Hàng này nhá, chuẩn mật hoa rồi các bác nhá. Em bao chuẩn mật hoa cho các bác. Nó sẽ có nhiều mật hoa lắm. Nó cây lô này nó chủ yếu nó là màu sắc pháo, đỏ đốm. Sắc pháo này, đốm này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đốm. Hồng cánh sen. Hồng cánh sen và cam lửa nhá các bác nhá. Đây, cam lửa đây, cam lửa nhà em đây. Đấy, hàng này hàng chuẩn mật hoa nhá. Nó trung bình nó như ví dụ như cái cây này này các bác này. Cây này là cây sẽ là cây hồng cánh sen hoặc cam lửa này. Đấy, cây này là chắc chắn là cây đỏ đốm rồi. Đỏ đốm sắc pháo rồi. Hàng này nó sẽ dao động từ 2 cân 2 cây 1 kg cho đến
7-8 cây 1 kg. Thậm chí có cái loại sơ ri như thế này thì nó rơi vào 10 cây 1 kg. Em sẽ chia sẻ với các bác giá cực kỳ yêu luôn, 350.000 1 kg. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Hàng toàn bộ là hàng lá mít nha các bác nhá. Các bác nhìn lá mít này, 350.000 1 kg nha các bác nhá. Và đây là cái lô Denso lá mít nhá. Denso chớp lá mít này, siêu đẹp luôn. Siêu đẹp, siêu to khổng lồ luôn nha các bác nhá. Các bác nhìn bộ lá cũng thích không? Quá đẹp luôn này, lá mít nha các bác nhá. Nào em lấy một ra một chậu em cho các bác xem này. Mít ơi là mít luôn. Đấy. Mít lắm, đẹp lắm cơ. Đẹp lắm, trông nó như là cái rừng ấy này, các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Hàng thì siêu rẻ luôn. Nó em có rất là nhiều loại chớp. Chớp bịp này. Chớp bịp, chớp sao băng, chớp chuồn, chớp sữa và vàng đỏ. Đấy. Rất là nhiều mặt hoa luôn. Em sẽ bán combo. Hàng này em mua được cái của nhà vườn họ phá vườn. Em bán sẽ bán combo 250.000 4 cốc. Và cốc nhiều thân hay ít thân thì phụ thuộc vào màu hoa nha các bác nhá. Nhiều thân hay ít thân phụ thuộc vào màu hoa. Đây em bán 250.000 4 cốc này. Siêu to khổng lồ, siêu đẹp luôn các bác nhá. Siêu to khổng lồ, siêu đẹp luôn. 250.000 4 cốc, giá trên chưa bao gồm phí ship. Cái hàng Denso này thì nó hoa nó sẽ ra quanh năm. Giải rác. Một cứ hết đợt hoa này đến đợt hoa khác nha các bác nhá. Siêu đẹp luôn, siêu to, siêu đẹp, siêu to khổng lồ này, lá mít nhá. Đấy, rất là nhiều mặt hoa. Em sẽ nhặt ra mặt hoa sổ số cho các bác. 250.000 4 cốc, đẹp ơi là đẹp luôn các bác nhìn này. Lá mít chưa? Đấy, lá mít này. Hàng này thì cái giá này là em gieo cho các bác là em đã giảm giá trừ vào sản phẩm rồi. Và em ship từ 4 cốc trở lên. Chứ em không bao ship cho các bác nhá. Giá em trừ trực tiếp vào sản phẩm rồi. Và đây là cái lô son thủy tiên nhá. Son thủy tiên hàng đang gai lụ rồi các bác nhá. Đang sưng lụ rồi này. Các bác nhìn thấy nó gai gai ở trên chậu này, ở trên cái này chưa? Hàng này nó sẽ có hai mặt hoa. Em sẽ nhặt mặt hoa sổ số cho các bác thôi nhá, chứ không thể nhặt được chính xác 100% đâu ạ. Một mặt hoa họng vàng và một mặt hoa họng đen. Đây, toàn những hoa đang nở tại nhà em nhá. Một mặt vàng, một cái này là họng đen này. Đấy. Hàng này em sẽ giao lưu chia sẻ với các bác giá cực kỳ yêu luôn. Ôi, đẹp lắm ý. Đây, một chậu như này em chia sẻ với các bác giá siêu yêu thương luôn. 250.000 một chậu nha các bác nhá. Trên thị trường người ta đang bán hơn 300 nhưng ngày em bán chỉ có độc có 250.000 một chậu thôi. Giá trên cũng chưa bao gồm phí ship nhá. Đấy. Đẹp lắm cơ, em sẽ nhặt sổ số cho các bác chứ không thể nhặt được chính xác cái màu hoa đỏ hay vàng 100% rồi cho các bác không nhá. Nói vậy để cho các bác nhớ sau này về nó khỏi mất lòng. Đây, các bác nhìn này, cây này nó đang sưng nụ đây này. Đấy, các bác nhìn thấy nụ chưa? Củ to nhá. Củ to. Các bác nếu mà các bác lấy có hai dạng chậu, các bác lấy củ to thì nó sẽ, một chậu nó sẽ ít thân. Củ to như này này, các bác nhìn thấy chưa? Chậu nó sẽ ít thân, mà cái củ nhỏ hơn như thế này thì chậu nó sẽ nhiều thân hơn. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Tiếp theo đây em giới xin giới thiệu với các bác một mặt hàng nữa siêu hot hit luôn, đó là cái mặt hàng Corat Coqui lai mới nhạn nhé các bác nhá. Họ sẽ lai giữa hai ra hai dòng hoa, sẽ ra mặt hoa tuyệt đẹp cực kỳ thơm luôn các bác ạ. Hai cái đấy đã thơm rồi mà lai tạo với nhau nó cực kỳ thơm mặt hoa đây các bác ơi. Mặt hoa đây nhá. Đấy, cái giò to là mặt hoa nó ra như thế này này. Các bác lên mua rất là nhiều mấy giò về. Về để mình sẽ ghép ra được một cái giò siêu to khổng lồ luôn. Một chậu như này hai cây. Nhìn các bác nhìn thấy bộ rễ siêu đáng yêu không? Đấy. Một chậu hai cây như này em chia sẻ với các bác giá 200.000 một chậu. Tính ra là có 100k một chậu thôi. Nhưng khi các bác mua hai chậu, hai chậu có nghĩa là 4 cây. Giá chỉ còn 350k. Một cặp hai chậu 4 cây.
Hàng bao đẹp, bao lỗi lá cho các bác nhá. Đẹp long lanh luôn. Nó có sẽ hai dạng cây, một dạng cây đều nhau, một cây gọi là cây vợ chồng và một dạng cây mẹ con. Nó sẽ là có cây cao, cây thấp nha các bác nhá. Thơm lắm cơ. Thơm ơi là thơm ý, hàng đẹp long lanh luôn. Các bác nhìn thấy bộ rễ đáng yêu không? Yêu lắm. Sau đây em sẽ tiếp tục giới thiệu với các bác một mặt hàng tiếp theo ạ. Em tiếp tục xả một cái lô đai châu thuần, hàng Thái nhá, chuẩn hàng Thái, bảo hành hàng Thái cho các bác này. Hàng này nó sẽ rất có nhiều mặt hoa, như là đỏ sắc pháo này, các bác nhìn thấy chưa, đang mặt hoa, đang còn một số nó dính ở trên cuống này. Đỏ sắc pháo này, đỏ đốm này, hồng cánh sen này, cam lửa này. Đấy, rất nhiều mặt hoa. Cam lửa này. Đấy, các bác nhìn cam lửa đẹp không? Đấy, cam lửa đốm trắng. Trắng này có nhưng ít lắm, chủ yếu là hồng sắc pháo, cánh sen, đỏ đốm, cam lửa. Hàng này trước em bán là 120.000 một chậu, nhưng hôm nay em giảm giá cho các bác. Em bán sẽ bán combo. Em sẽ bán combo 3 chậu. 3 chậu như thế này. Đây em quay xuống lấy đất cho các bác xem. 3 chậu như thế này em sẽ bán với giá là 250.000 3 chậu. Giá trên chưa bao gồm phí ship nhé các bác nhé. 3 chậu 250.000. Đây các bác nhìn thấy chưa? Chuẩn đỏ chưa? Bảo hành luôn cho các bác nhé. Hàng nó thi thoảng nó có lỗi một xíu xíu nhá, thi thoảng nhá. Nó bỏ lá chân hoặc là nó bị một xíu xíu xước xác nhá các bác nhá, chứ không đẹp long lanh đâu. Thế thì em mới thanh lý. Nhưng mà nói chung là cái tỷ lệ hàng nó lỗi thì rất là ít, rất là ít thôi các bác nhá. 250.000 ba chậu. Giá rẻ sập giường luôn. Tiếp sau đây em xin giới thiệu với các bác một lô gọi là lô hoàng tử. Hoàng tử hôm nay em về có 3 loại: hoàng tử áo đỏ, hoàng tử áo cam và hoàng tử áo trắng. Đây em cho các bác xem mặt hoa nhé. Đây là hoàng tử áo trắng này. Tất cả những cái mặt hoa này đều đã nở tại nhà em rồi. Áo trắng này. Đây là áo đỏ này. Tài lộc may mắn này. Còn đây là hoàng tử áo cam nha các bác nhé. Hoàng tử áo cam. Nó sẽ có 3 mặt hoa. Này em sẽ giới thiệu với các bác là một chậu như này là 150.000. Nhưng khi các bác mua 2 chậu, em giảm giá chỉ còn là 250.000 2 chậu này. Em sẽ bán combo 250.000 2 chậu. Giá trên là chưa bao gồm phí ship nhá. Nó có một cái khuyết điểm nho nhỏ là thi thoảng cái lá nó sẽ sức xước một chút như thế này. Thì các bác cũng thông cảm cho em. Đấy, lá nó bị sức xước, nó trong cái lá chân thì nó hơi bị xấu một tí. Thì mọi người cũng thông cảm cho em. Đây là toàn bộ hàng nó đều như vậy nhá. Hàng trồng ở bên Thái, hàng này hàng em trực tiếp ở trên bên Thái nhá. Đây thi thoảng nó sức xước như thế này. Nhưng mà nó có sẽ ngược lại, nó sẽ có 3 mặt hoa. Đấy, 3 mặt hoa. Hoàng tử áo đỏ, hoàng tử áo cam và hoàng tử áo trắng. Khách lấy em sẽ đánh dấu riêng ra. Em sẽ đánh dấu riêng ra cho khách. Giá siêu yêu thương luôn. Cái này là cái lá chân nó không được đẹp nha các bác nhá. Quá rẻ luôn. Và đây là cái dòng kiếm gieo hạt nhá. Hàng gieo hạt của Thái. Nói về cái dòng kiếm gieo hạt ấy thì bao giờ người ta cũng sẽ tìm cái mặt hoa bố mẹ thật đẹp để người ta nhân giống ra. Nó sẽ ra cái mặt hoàng, mặt hoa của cái cây con nó sẽ siêu đẹp luôn. Đẹp hơn cả bố mẹ nhá. Có thể là nó đẹp hơn bố mẹ, có thể nó như bố mẹ và có thể nó được 80-90% nhá các bác nhá. Đây các bác nhìn này, bộ rễ có sướng không? Một chậu như vậy nó trung bình có 4-5 tép trở lên nhá các bác nhá. Siêu to, siêu dài luôn. Này các bác nhìn này, lá láng nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Rất là nhiều mặt hoa, xanh Huế, phan trí, vị hoàng, vàng Tây Ninh, coco sơ mi, đồ long đeo xanh Thái. Đấy, tay oan. Nhiều lắm cơ, yêu lắm. Các bác ưng cái mặt hoa nào thì cứ lấy nói em sẽ lấy mặt hoa tương ứng cho các bác nhá. Đây này, còn mặt hoa này đang nở tại nhà em đây này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đẹp không? Yêu không? Hàng này trước em bán 150 một chậu, nhưng hôm nay
Em sẽ tri ân chia sẻ với các bác giá cực kỳ yêu luôn, 250, hai chậu giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Các bác vui lòng cộng thêm cho em phí vận chuyển, tại vì là cái giá như này em khuyến mại em đã trừ vào thẳng vào sản phẩm rồi các bác nhá. Đấy, các bác nhìn xem, 250 hai chậu nhá. Rất là nhiều mặt hoa, hàng này hàng gieo hạt cho nên là chuẩn giống luôn các bác nhá. Tiếp theo đây em xin giới thiệu với các bác một dòng kiếm nữa nhá, siêu hot hit luôn. Kiếm này gọi là kiếm đỏ Úc nhá. Giống này là giống ở rừng Úc, được người Thái Lan người ta trồng, trồng thuần. Đây, em nhập về em bán này. Các bác ơi, mầm gốc nó đang lên nhá. Này, những cái chậu như thế này này, về thì mình sẽ tách chậu ra, mình sẽ tách ra, mình trồng sang cái đất mới, sang cái chậu mới thì nó sẽ, cây nó sẽ phát triển hơn. Đây này, nó đang đẻ con này, các bác nhìn này. Đây, em cho các bác xem mặt hoa nhá, siêu đẹp luôn. Đây nhá, mặt hoa phong thủy tài lộc nhá, màu đỏ nhá. Tay em cầm này các bác nhìn thấy chưa, màu đỏ nhá. Đấy, rất là nhiều. Cái dòng hoa này siêu dài luôn, siêu dài, siêu siêu hoa. Đấy, các bác nhìn thấy dài chưa. Đây nhà em này, nhập bao la bát ngát luôn. Các bác nhìn nó như là một cái rừng ấy. Nó đang nắng quá đây này, em không quay hết được cho các bác xem. Đấy, một chậu như vậy nó có trung bình từ 4-5 thân trở lên nha các bác nhá. Đây các bác nhìn này, một chậu nó trung bình 4-5 thân trở lên. Trước là em bán là 220.000 một chậu, nhưng hôm nay em tri ân với các bác, em bán combo 350.000 hai chậu nha các bác nhá. Giá trên là chưa bao gồm phí ship nhá, tại vì em đã trừ giá thực, khuyến mại trừ thẳng giá vào giá sản phẩm rồi, mà em đi đơn từ hai chậu trở lên nha các bác nhá. 350.000 hai chậu này, vừa rẻ vừa rẻ ơi là rẻ luôn. Các bác nhìn này, các bác nhìn thấy chưa, mầm gốc nhá, nhìn thấy chưa. Đấy, mầm gốc nó đang lên này, có chậu nó mầm này. Đây các bác nhìn này, siêu sai mầm gốc luôn, có chậu nó đang lên mầm gốc, có chậu nó đang sưng nhá. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, về mình sẽ sồng ra cái chậu lớn thì nó đẻ. Ui dồi ôi, hoa con vật nó ra hàng chùm dài luôn, siêu dài luôn, giá cực kỳ yêu luôn. Đấy các bác nhìn đấy, nhà em nó như là cái rừng ấy. Và đây là cái dòng nhạn VIP nhá, nhạn VIP hàng lá mít này, đẹp long lanh cho các bác. Hàng này một cây nó trung bình nó từ 6-7 cặp lá trở lên các bác nhá. Em quay quần cây xa cho các bác xem này, hàng từ 6-7 cặp lá trở lên, hoa nó sẽ nở rải rác từ tháng 5 cho đến tháng 10. Đấy, em cho các bác xem mặt hoa này. Hoa nói về cái dòng đột biến nhiễm 4 sắc thể này cực kỳ là thơm, cực kỳ là thơm, cực kỳ là bền hoa nha các bác nhá. Các bác nhìn này, hoa đẹp không, nhiễm 4 sắc thể nhá, hay còn gọi là nhạn VIP 4 lò. Đấy, em cho các bác xem này, đẹp cực kỳ. Hàng này em sẽ chia sẻ đến các bác một chậu 350.000 một chậu. Khi các bác mua hai chậu em giảm giá còn 650.000 hai chậu, giá trên chưa bao gồm phí ship. Các bác vui lòng cộng thêm cho em phí ship 30.000 một đơn hàng cho em, có nghĩa là các bác mua một cây cũng 30.000 và 10 cây cũng 30.000. đẹp long lanh luôn, hoa thơm lắm cơ, lá mít nhá. Sau đây em tiếp tục đi lên hàng mặt hàng khác đến cho các bác ạ.